Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, chúng ta tiếp tục với series Newbie các bạn. Và sau đây thì mình nhắc 5 điều mà Newbie khi mà bắt đầu chơi game chúng ta bắt buộc phải làm nếu mà muốn cái quá trình chơi game trong giai đoạn đầu của mình nó nhẹ nhàng các bạn. Thì đầu tiên thì mình nhắc lại đó là hai video trước thì bạn mình đã nói tới việc là chúng ta phải cài đặt danh sách mong muốn, cùng với đó là nhập cái leak code mới nhất của game để chúng ta xâm tướng các bạn. Và cái tác dụng của việc xâm tướng thì mình cũng đã nói rồi ha. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì các bạn? Sau đó thì chúng ta sẽ leo map. Chúng ta sẽ leo map, tăng cấp cho tướng, rồi quay lại leo map, mặc đồ cho tướng các bạn, vân vân. Thì chúng ta sẽ farm tới cái map chừng nào chúng ta leo không nổi. Sau đó thì chúng ta sẽ đi một số cái chế độ chơi khác để chúng ta lấy tài nguyên. Như là chúng ta sẽ đi mê cung nè, rồi chúng ta đi tháp vua. Bên cạnh đó thì có 5 việc mà các bạn không thể bỏ qua khi mà các bạn bắt đầu chơi thánh địa AFK. Việc đầu tiên đó là lời thề nghiêm trang. Nó còn nhắc chúng ta nữa các bạn ngay lập tức đi kiếm cho mình một sư phụ nha. Rồi mình ngay lập tức mình đi kiếm một sư phụ giúp mình các bạn. Ví dụ ở đây thì mình sẽ xin, mình lấy hạt thần thô của mình xin luôn cho dễ các bạn nha. Rồi mình để mình vào con hạt này, mình đồng ý kết bạn, rồi sau đó thì mình sẽ nhận đệ tử các bạn nha. Ok ở đây. Rồi, mình xin làm sư phụ luôn các bạn. Ok. Và mình va con ạc kia thì mình sẽ đồng ý. Rồi. Ok các bạn. Như vậy thì cái con ạc bên server test của mình đã có được sư phụ ạc mới của mình. Đây các bạn nha, đã có sư phụ. Tại sao chúng ta lại cần sư phụ đến vậy các bạn? Các bạn nhìn cái lượng tài nguyên mà các bạn nhận khi mà các bạn hoàn thành nhiệm vụ nè. Chúng ta sẽ có rất là nhiều đá tím, đá xanh. Nhưng ngon nhất là những cái rương tài nguyên này, vàng bụi kinh nghiệm để chúng ta bổ sung tài nguyên khi mà chúng ta bị thiếu các bạn. Cuộn sâm, đá xanh thì food, còn đá tím thì chúng ta sẽ mở được tướng tím. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có cái phù để chúng ta nâng trang bị độc quyền lên. Đặc biệt là nâng trang bị độc quyền cấp 20 cho con Diamond trong giai đoạn đầu game các bạn rất quan trọng. Và những nhiệm vụ đầu game như thế này á, chúng ta mà chúng ta kiểu như chúng ta xin sư phụ càng sớm thì chúng ta hoàn thành nó càng nhanh các bạn. Đây tại vì những cái nhiệm vụ này nó yêu cầu ví dụ như là mua cửa hàng 10 lần, tham gia sang băng hội 150 lần. Những nhiệm vụ này các bạn thì các bạn bắt đầu có sư phụ càng sớm thì các bạn sẽ hoàn thành nó càng tiến trình nó càng nhanh. Rồi cái việc thứ hai mà các bạn lưu ý các bạn phải làm đó là các bạn sẽ phải tham gia băng hội. Có rất là nhiều băng hội level 8, level 9 hoặc là level cực cao. Nhưng mà người ta đang cài cái kiểu giống như là tự động auto duyệt các bạn. Ví dụ cái ban hội Quốc Thành AFK của mình hiện tại đang là cấp 6. Mình đang để chế độ auto duyệt nha. Bạn nào mà out up quá 2 ngày thì mình sẽ kích rồi tự động duyệt người mới vào. Đây bạn, toàn là người mới không nha. Rồi, một là chúng ta phải tìm ngay một vị sư phụ. Càng chất lượng càng tốt các bạn. Tại vì vị tướng sư phụ này chúng ta có thể mượn tướng. Các bạn bấm vào lời thề nghiêm trang. Các bạn qua bên chỗ lính đánh thuê. Các bạn có thể chọn tướng của sư phụ để chúng ta đi trong rất là nhiều sự kiện. Thì ngày xưa ngon nhất là chúng ta lấy Ensema, Lucretia. Nhưng bây giờ thì các bạn có thể có nhiều lựa chọn khác. Ví dụ các bạn có thể lấy cái con Rem. Không thì các bạn có thể lấy con Abel. Ồ, Abel hình như là mình cho người khác mượn mất rồi. Rem, Abel. Rồi những vị tướng thức tỉnh như là Awakening, Athalia, rồi Baden, A Sư rồi đó các bạn. Những vị tướng đó thì chúng ta mượn được xài rất là ngon trong giai đoạn đầu. Đặc biệt là chúng ta mượn dùng để đi đỉnh núi thời gian các bạn nha. Này bị xí mất rồi. Thôi bị xí thì mình lụm thêm Lucretia về nhà nữa các bạn. Ok, như vậy thì hai việc chúng ta bắt buộc phải làm. Đừng bỏ lỡ khi tham gia các bạn, càng tham gia càng sớm càng tốt. Đó là chúng ta sẽ kiếm một sư phụ. Thứ hai là gia nhập ban hội. Thứ ba là gì các bạn? Thứ ba là cái hai chế độ chơi mà chúng ta nên chơi. Nói chung là nên mà cũng bắt buộc phải chơi luôn các bạn. Tại vì hai chế độ chơi này cho rất là nhiều tài nguyên. Đặc biệt là cuộn sâm. Đó là rừng cây điên cuồng và bóng tối xâm lấn. Rừng cây điên cuồng thì bấm vô cho nó hiện là rừng mơ hồ các bạn nha. Các bạn thấy phần thưởng khi đăng sau nè. Chúng ta có một mảnh copy của Simira.
chúng ta có rất là nhiều cuộn xâm hệ. Cuộn xâm hệ thì cho phép chúng ta xâm tướng trong cái hệ mà chúng ta cần. Bên này thì phần thưởng AK vàng, bụi kinh nghiệm và rất là nhiều kim cương. Ngon các bạn. Thì rừng mơ hồ này chơi nó không có khó, cực kỳ dễ. Một biến thể khác của trò chơi giống như là Candy Crush thôi các bạn. Nhưng mà cái vấn đề là nó hơi tốn thời gian. Đặc biệt là nếu mà bạn nào muốn chỉnh chu mà đi full 3 sao thì hơi tốn thời gian các bạn. Thì nhân tiện đây thì mình cũng quảng cáo luôn là mình có nhận cày thuê cái này nha. Thì mình cũng không có chơi mà mình đưa cho người khác chơi giùm các bạn. Thì cày thuê với cái giá nếu mà chúng ta đi full cái rừng mơ hồ này từ đầu đến cuối mà full tất cả 3 sao nha thì sẽ là 300 các bạn nha. Thì cái kiểu có người nhận vừa chơi vừa giải trí vừa chơi thôi. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì có thể inbox fanpage á, gửi nhu cầu của bạn, gửi ạc rồi sau đó thì mình sẽ cày giùm nha. Hiện tại thì mình đã cày được cho 3 bạn rồi đó các bạn. Mình đã cày cho 3 bạn full rừng mơ hồ 3 sao. Từ tầng 1 cho tới cái tầng cao nhất. Rồi, đối với giai đoạn newbie thì nó sẽ không mở khóa full tất cả các tầng đâu các bạn. Sau này thì nó sẽ mở khóa dần dần lên khi các bạn leo map. Ví dụ lúc nãy các bạn thấy qua được map 8.1 thì nó sẽ tiếp tục mở các tầng ở trên nữa nha. Rồi, bên cạnh rừng mơ hồ thì chúng ta còn một cái chế độ chơi khác cũng cho rất là nhiều tài nguyên. Đó là chế độ bóng tối xâm lấn. Thì sau khi mình đi hết cái ải rừng mơ hồ này thì mình sẽ nốt lại những cái lưu ý mà các bạn cần lưu ý khi mà các bạn chơi cái chế độ bóng tối xâm lấn nha. Chế độ với bóng tối xâm lấn thì nó cực kỳ dễ như các bạn. Nhưng mà nó có một cái lưu ý nhỏ là chúng ta sẽ không nhận nhiệm vụ để nhận những cái boost tào lao á. Chúng ta sẽ không bấm vào nhận nhiệm vụ để nhận thêm những cái boost tào lao. Tại vì khi mà các bạn nhận boost tào lao thì trong quá trình chơi nó sẽ gợi ý những cái boost đó, nó làm khó khăn trong quá trình chơi rất là nhiều các bạn. Thì mình sẽ làm lưu ý nha. Túi kỳ diệu, bóng tối xâm lấn, ok. Rồi, ví dụ giờ mình bắt đầu nè. Thì chế độ bóng tối xâm lấn này nó là một cái chế độ chơi gọi là survival các bạn, gọi là sinh tồn á. Nhưng mà sinh tồn cái kiểu là chúng ta sẽ chiến đấu tiêu diệt quái vật rồi lượm kinh nghiệm để tăng cấp, rồi chúng ta sẽ thăng cấp kỹ năng. Đó các bạn, thăng cấp kỹ năng càng mạnh thì chúng ta sẽ càng chiến về cuối được rồi đánh boss vân vân. Nói chung là đây là một chế độ gọi là survival, là sinh tồn theo cái dạng game IO ha. Rồi thì đây là một chế độ cũng là dễ nhưng mà quan trọng nhất của chế độ chơi này mà nhiều người quan tâm nhất á thì cái là lượng tài nguyên nó mang lại thôi. Thì xí nó thì mình sẽ review cho các bạn xem cái lượng tài nguyên mà các bạn có thể nhận được sau khi các bạn tham gia chế độ chơi này nha. Rồi đối với chế độ chơi này thì gợi ý sơ sơ các bạn, đó là khi chúng ta chơi chúng ta sẽ nâng cái kỹ năng chính của tướng lên. Chúng ta sẽ cố gắng nâng full cái kỹ năng chính của tướng lên, không nâng lan man qua những cái chỉ số khác. Nâng full lên cấp 5, xong rồi chúng ta mới nâng cái khác các bạn. Ví dụ như cái con Hogan này là mình đang nâng full cái kỹ năng chém, kỹ năng đặc trưng của tướng các bạn. Sau đó chúng ta mới nâng kỹ năng khác. Và cái lý do mà lúc nãy mình kêu là chúng ta không bấm hoàn thành nhiệm vụ, tại vì khi mà chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ mở khóa thêm nhiều cái kỹ năng khác các bạn. Và những cái kỹ năng này nó sẽ gợi ý lên khi mà các bạn bắt đầu thăng cấp á, nó sẽ làm các bạn mất tập trung, kiểu như là nó không có gợi ý đúng một cái kỹ năng được các bạn lên level 5 mà nó gợi ý tùm lum cái kỹ năng hết các bạn, thì các bạn sẽ mất thời gian, kiểu như là mất mỗi lần thăng cấp á các bạn phải thăng qua kỹ năng khác, nó không cho phép cái nút mà để chúng ta reset lại các bạn. Rồi đây nó đang bắt buộc mình bấm vào chỗ khác đi. Đây các bạn có thể thấy nhiệm vụ nha, chỗ nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ ngày 1, ngày 2, ngày 3 và 7 ngày thì các bạn có thể bấm nhận. Nhưng mà hoàn thành nhiệm vụ đã lấy thêm nhiều cái phần thưởng khác, giống như ở đây nè, bạn lấy thêm cái súng nè, các bạn lấy thêm cái cục này nè, bạn lấy thêm cái mũi tên ma thuật nè, giáp nè, cái mấy cái này nè. Thì các bạn không nên hoàn thành nhiệm vụ để lấy mấy cái đó nha các bạn nha. Bạn đừng hoàn thành nhiệm vụ để lấy mấy cái này về, tại vì khi mà các bạn lấy về mỗi lần chúng ta thăng cấp á thì nó sẽ làm gì các bạn, nó sẽ hiện lên cái gợi ý rất là phiền. Phiền không nói nhưng mà bắt buộc các bạn phải chọn một trong những gợi ý đó. Rồi, càng ít kỹ năng thì cơ hội mà nó xuất hiện cái thăng cấp cho kỹ năng chính của các bạn càng cao. Đây là cốt lõi của vấn đề các bạn nha. Thì nhiều kỹ năng quá thì nó sẽ chia ra cơ hội. Ví dụ ở đây thì các bạn có thể thấy là nó đang hiện lên cái kỹ năng chính của mình cùng với hai kỹ năng khác các bạn. Luôn luôn là như vậy, và khi các bạn thăng cấp thì cũng vậy các bạn. Còn nếu mà các bạn add thêm nhiều kỹ năng khác khi các bạn lên cấp thì nó sẽ gợi ý cho nhiều kỹ năng tào lao khác, và các bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian để các bạn nâng lên kỹ năng chính lên level 5.
nên là chúng ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ nha. Rồi, chơi cái này tiêu diệt quái vật rồi chúng ta nhận cái kim cương này là tăng cấp thôi. Lên level 5 là vài chém của Hagen là chém đi hết các bạn. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa đi qua 4 cái lưu ý. Một là tìm cho mình một sư phụ càng chất lượng càng tốt. Hai là chúng ta sẽ gia nhập một ban hội. Ba là chúng ta chơi cái đồ chơi rừng cây điên cuồng để lấy tài nguyên. Và 4 là chúng ta sẽ tham gia chế độ bóng tối xâm lấn. Vậy cùng 5 là gì các bạn? 5 là khi chúng ta mở khóa được đỉnh núi thời gian. Nói chung là mở khóa đỉnh núi thời gian nào thì các bạn tham gia vào đỉnh núi thời gian đó giúp mình. Đỉnh núi thời gian sẽ cho các bạn rất là nhiều bụi các bạn. Bụi á, quan trọng nhất là bụi đây là bụi tím các bạn nha. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có rất là nhiều thứ khác như là trang bị kim cương, nói chung là quà rất là ngon các bạn. Và quan trọng nhất á, mà mình nhấn mạnh là đỉnh núi thời gian sẽ cho chúng ta rất là nhiều bụi. Giai đoạn newbie thì chúng ta rất cần bụi để thăng bậc cho tướng các bạn. Thăng bậc cho tướng nó cần bụi rất là nhiều. Thì đó thì chúng ta sẽ bổ sung cái lượng lớn bụi này từ đỉnh núi thời gian các bạn. Rồi xong cái này thì mình sẽ bò qua đỉnh núi thời gian nha. Ok, nó có nút bắt lại rồi thì mình sẽ bắt lại và ra đỉnh núi thời gian. Đỉnh núi thời gian ở đây các bạn. Đây. Ở chỗ liên danh lịch sử các bạn, Ranh Thôn nổi giận nè. 6.4 nó sẽ mở khóa, ngọn lửa vô tình sẽ là 7.4. Và cái ở đây là 8.4, rồi chúng ta có 9.4, rồi 10.4 và bong bóng lang thang, thí luyện của thần vân vân. Quan trọng nhất trong giai đoạn newbie chính là liên danh lịch sử này. Chúng ta cần đi full tất cả 10, hình như là 10 mấy ải các bạn. 10 mấy ải của liên danh lịch sử ở đây, chúng ta lấy về cái số lượng lớn tài nguyên. Ok. Thì cái việc chơi đỉnh núi thời gian, rừng cây điên cuồng và bóng tối xâm lấn nó khá mất là thời nhiều thời gian. Tuy nhiên cái lượng tài nguyên mà nhận được là vô cùng xứng đáng nha các bạn. Do đó thì các bạn nên bỏ thời gian để các bạn cày những cái chế độ chơi này trong cái giai đoạn đầu. Và mình nhắc lại thì mình có nhận cày thuê 300k cho full sao từ đầu đến cuối của cái chế độ rừng cây điên cuồng này. Bạn nào không có thời gian mà có điều kiện thì có thể inbox mình để mình cày giùm nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.